Nam Mô Bụt Thầy Giả. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Thamma trên mạng Internet qua Bao Talk, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Houston, 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York, 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali, 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Paris, 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney, 12 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Còn nước Tây Ban Nha, thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả đồng hữu. Hôm nay Chủ nhật, ngày 23 tháng 1 năm 2022, Phật lịch 2565, môn học Thánh Pháp Abhidhamma, chương 6, thoát yếu tương tập. Sapmucchaya Sanghaha, bài 54, thoát yếu hàm tận. Sapa Sanghaha, thập nhị sứ, thường tòa Tề Siêu và thường tòa Giác Đảng biên soạn giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta cho nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin thành kính cung thỉnh thường tòa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Như tâm đảnh lễ Đức Như Lai, vật ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy. Vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu biết. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Để sư tu thân thay chúng con kính đảnh lễ biết tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Giờ đây chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giả. Nam mô Bụt Thầy Giả. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học phần 2 của chương Tất Yếu Hàm Tận. Và chúng ta nhắc lại một lần nữa là cả bốn pháp hàm tận này đều mang ba cái đặc tính. Thứ nhất là nói một cách toàn diện. Nếu như đầu nhìn vào bản đồ chư pháp á, thì tất cả pháp bản thể hay chúng ta gọi pháp chân đế đó, đều nằm ở trong bốn pháp quần si giới đế. Và đặc biệt là cái bốn pháp này chúng ta chỉ nói về pháp chân đế thôi. Chúng ta không nói về chế định hay là tục đế. Ngoài tính toàn diện, ngoài tính nói về chân đế, thì thưa quý vị, những pháp trong hàm tận đó lại có một cái nền tảng
đặc biệt đối với pháp học và pháp hành. Nếu chúng ta nhìn kỹ vào bốn pháp này thì chúng ta thấy rằng đều là những trọng điểm trên phương diện hiểu biết cũng như ứng dụng trong đời sống tu tập. Riêng bài học ngày hôm nay thì thứ gì chúng ta học về xứ. Ở trong đề tài về 12 xứ này thì thứ gì nó lại liên quan đến hai cái điểm rất là quan trọng mà nằm ngoài Phật pháp, ngoài cái điển Pali. Điều thứ nhất là khi chứng vị 12 xứ đó thì chúng ta nói đến những cái cơ sở nền tảng hay là những cái căn cho tâm thức. Và thức ở đây thì chúng ta nói đến 6 thức: nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Và do vậy một cái bộ môn mà được đề cập vào thế kỷ thứ nhất của Tây Lịch mà Ngài Quyền Trang Ngài dịch là duy thức học, về sau này ở Trung Hoa gọi là Pháp Tướng Tông, thì dùng cái chữ duy thức là chỉ cho môn học về 6 thức. Và qua cái nhìn về 12 xứ này thì chúng ta thấy rõ ràng rằng tất cả pháp chân đế nó đều liên hệ đến 12 xứ. Và cái gì liên hệ 12 xứ đều đặc biệt liên hệ đến 6 thức. Và một cái điểm khác mà chúng ta được biết về duy vật biện chứng, ở trong đó người ta có một câu hỏi là thế giới vật chất có tồn tại độc lập với tâm thức hay không? Thì thưa quý vị, câu trả lời mà chúng ta tìm thấy ở trong Thắng Pháp và ở tại đây thôi. Thì thưa quý vị, tất cả pháp bản thể, dù là hữu vi hay vô vi, dù danh pháp hay sắc pháp, thì đều nằm ở trong cái tầm ngắm, tầm nhìn, tầm nhận thức của thức. Một điều rất là thú vị. Vì vậy, hôm nay đặc biệt là chúng ta sẽ đi vào 12 xứ. Như quý vị biết là Thượng tọa Từ Sư thì khi biên soạn giáo trình Thắng Pháp thì Thượng tọa dùng cái chữ thoát yếu, tức là cái gì mà chúng ta nói rất là cô độc. Nhưng mà những đề tài này rõ ràng là bắt buộc chúng ta phải xét đến những chi tiết quan trọng, nhất là nói về ý xứ và pháp xứ. Bây giờ mời quý vị đọc cho bài học và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh Thượng tọa Từ Sư giảng giải ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Cha Thú Lân Thay, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa giúp đỡ. Bài học hôm nay, bài 54, toát yếu hàm tường, sắc bá sân gá hở, thập nhị xứ. Tâm thức là trọng điểm của Phật. Không thể hiểu về tâm thức mà không hiểu về 12 xứ, trong đó gồm 6 nội xứ và 6 ngoại xứ. Không thể hiểu giáo lý duyên khởi nếu không hiểu về xứ. Cả ba luật tạng, kinh tạng, thắng pháp tạng đều nhấn mạnh ý nghĩa của 6 nội xứ và 6 ngoại xứ. Từ điểm này, chúng ta có thể hiểu sự chi phối của nghiệp quá khứ đối với quả hiện tại và những tác động dây chuyền đối với thọ, ái, thụ, hữu trong tương lai. Ba thập nhị xứ Dvadasa Yatana là 12 xứ gồm 6 nội xứ Achati Kayatana và 6 ngoại xứ Pahitha Yatana, danh từ
Ayatana dịch là xứ hay nhập, nghĩa là tụ điểm, nơi hội tụ, chỗ hội nhập, tức là điều kiện giúp cho lộ tâm sân khởi. Sáu loại xứ là: một, nhãn xứ, Chakkayatana là thần kinh nhãn; hai, nhị xứ, Sotayatana là thần kinh nhĩ; ba, chứ, Khanayatana là thần kinh tỷ; bốn, thiệt xứ, Chivayatana là thần kinh thiệt; năm, thân xứ, Kayayatana thần kinh thân; sáu, ý xứ, Manayatana là thần, là tất cả tâm. Sáu ngoại xứ là: một, sắc xứ, Rupayatana là cảnh sắc; hai, thinh xứ, Saddayatana là cảnh thinh; ba, khí xứ, Gandhayatana là cảnh khí; bốn, vị xứ, Rasayatana là cảnh vị; năm, xúc xứ, Pottabhayatana là cảnh xúc, gồm tánh đất, tánh lửa và tánh gió; sáu, pháp xứ, Dhammayatana là 69 thực thể, gồm 52 tâm sở, 16 sắc tế và 1 niết bàn. 12 xứ ấy thành 6 cặp nội ngoại xứ đối chiếu nhau. A, nhãn xứ và sắc xứ là cặp nội ngoại xứ đối chiếu nhau, làm cơ hội cho lộ nhãn thức sân khởi. B, nhị xứ, thinh xứ là cặp nội ngoại xứ đối chiếu nhau, làm cho cơ hội cho lộ nhị thức sân khởi. C, tỷ xứ và khí xứ là cặp nội ngoại xứ đối chiếu nhau, làm cơ hội cho lộ thức sân khởi. D, thiệt xứ và vị xứ là cặp nội ngoại xứ đối chiếu nhau, làm cơ hội cho lộ thiệt thức sân khởi. E, thân xứ và vị xứ là cặp nội ngoại xứ đối chiếu nhau, làm cơ hội cho lộ thân thức sân khởi. F, ý xứ và pháp xứ là cặp nội ngoại xứ có chút vấn đề lớn cứng, cần phân tích để hiểu. Trước hết, 12 xứ nhận định theo môn, đo ra và đối tượng. Aramana, nhận xuất là nhận môn. Sắc xứ là cảnh sắc, nhị xứ là nhị môn, thinh xứ là cảnh thinh, tỷ xứ là tỷ môn, khí xứ là cảnh khí, thiệt xứ là thiệt môn, vị xứ là cảnh vị, thân xứ là thân môn, xúc xứ là cảnh xúc, ý xứ là ý môn, pháp xứ là cảnh pháp. Nhận xét như vậy thì thấy dường như suôn sẻ, nhưng vấn đề ở chỗ ý xứ với ý môn, pháp xứ với cảnh pháp. Trong khi ý xứ có chi pháp là tất cả 121 tâm, còn ý môn chi pháp là 19 tâm hùng phường. Như vậy tại sao nói ý xứ là ý môn? Vì ý xứ là đối chiếu với pháp xứ. Lại nữa, pháp xứ chỉ có 52 tâm sở, 16 sắc tế, 1 niết bàn. Trong khi đó, cảnh pháp là tâm, tâm sở, sắc thần kinh, sắc tế, niết bàn cùng chế định. Như vậy, sao nói pháp xứ là cảnh pháp? Lý giải vấn đề thứ nhất, ý xứ. Manayatana là ý môn. Mano, đoà ra. Mục đích lý giải, nói ngược lại nhãn môn, cửa ngõ cho sanh lộ nhãn thức, chính là nhãn xứ, nhị môn. Cửa ngõ cho sanh lộ nhị thức, chính là nhị xứ, vân vân. Vậy thì, ý môn, cửa ngõ cho sanh lộ ý thức, chính là ý xứ. Cũng đúng, vì 19 tâm hùng phần, ý môn nằm trong 121 tâm ý xứ. Nếu thế, nhãn xứ là nhãn môn, vân vân, ý xứ, riêng trường hợp này là ý môn. Một cách lý giải khác, nói ý xứ 121 tâm là ý môn, mỗi tâm là một ý môn dẫn lối cho tâm khác sanh lên. Thí dụ, tâm hữu phần dứt dòng, vừa diệt, trợ cho tâm,
khai sanh, khai môn sanh, tâm khai mụ môn vừa diệt, trợ cho tâm nhận thức sanh lên, tâm nhận thức vừa diệt, trợ cho tâm tiếp thâu sanh lên, vân vân. Theo suy diễn ấy, thì mọi thứ tâm 121 ý xứ là một ý môn, mano dvara, cho một tâm khác tiếp nối. Bởi thế, nói ý môn lại nói ý xứ là ý môn. Hai lý giải này chỉ là tính cách tham vọng. Lý giải vấn đề thứ hai, pháp xứ Thamma Yatana là cảnh pháp. Thamma Ramana, cảnh pháp bao gồm tâm, tâm sở, sắc thần kinh, sắc tế, niết bàn và giới định. Còn pháp xứ thì gồm có tâm sở, sắc tế, niết bàn thôi. Vậy pháp xứ nằm trong cảnh pháp có những hành thành như tâm, chích tá, năm sắc thần kinh, panada, rupa, chế định, panyati của cảnh pháp nhưng không thuộc pháp xứ. Tại sao? Tại vì năm sắc thần kinh đã là nhãn xứ, nhị xứ, tỷ xứ, thiệt xứ và thân xứ. Còn tâm đã là ý xứ, chế định không phải là pháp thực tính. Sabbhava, nó chỉ là cảnh pháp nhưng không thể là pháp xứ. Bài đạo học bài 53, thuốc yếu hàm tầng, Sabba Sangaha, ngụ ẩn và ngụ thụ ẩn. Bài học tiếp theo bài 55, thuốc yếu hàm tầng, Sabba Sangaha, thập bát giới. Giờ đây chúng con thành kính lên lễ và cung thỉnh cùng thọ tài siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bố Thầy Giả. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ tăng chúng. Kính chào Thượng Tôn Đức và thân chào tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học về thập vị xứ. Thập vị xứ đây là sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Và cái chữ xứ Ajatana có chỗ dịch là nhập, chẳng hạn như ở trong Dương Sinh và chúng ta thường nghe danh sắc như do lục nhập như là xúc. Thì chữ lục nhập đó, chữ Sala Yatanang, chữ Ajatanang đó, khi dịch là nhập. Và dịch là nhập cũng phải là bởi vì Ajatiti Ajatanang đi vào gọi là nhập. Còn được gọi là xứ là thử. Cái chữ Ajatana dịch theo cái nghĩa bóng, thì cái chỗ nào nó là cái cơ quan, để cho bất cảnh sắc, cảnh thân khí, vì cảnh xúc, cảnh pháp nó là cái chỗ quy tụ hay là nguồn phát sanh. Chẳng hạn như con mắt,
và cảnh sắc là nơi quy tụ của tâm và tâm sở thuộc nhãn thức. Hai mắt và cảnh sắc là nguồn gốc và sanh lên nhận thức, nên gọi con mắt là nhận xứ, cảnh sắc là sắc xứ, vân vân. Ở đây khi mà chúng ta nói về chi pháp, thì nhãn xứ tức là thần kinh nhãn hay con mắt đặc tính là thu vào cảnh sắc. Nhĩ xứ là thần kinh nhĩ hay lỗ tai, đặc tính là thu vào cảnh thinh. Tỷ xứ là thần kinh tỷ hay lỗ mũi, đặc tính là thu vào cảnh khí. Thiệt xứ là thần kinh thiệt hay cái lưỡi, đặc tính là thu vào cảnh vị. Thân xứ là thần kinh thân hay thịt da nhạy cảm, là đặc tính thu vào cảnh xúc. Và ý xứ là tất cả thức, gồm có 121 thứ tâm. Cảnh xứ, cảnh sắc, sắc xứ là cảnh sắc hay là vật thể mà bị mắt thấy, nó là đối tượng của thị giác. Còn thinh xứ là cảnh thinh hay âm thanh bị tai nghe, là đối tượng của thính giác. Khí xứ là cảnh khí hay là các mùi bị mũi ngửi, đối tượng của khứu giác. Vị xứ là cảnh vị hay là các cái chất bị lưỡi nếm, như là mặn, ngọt, chua, cay, vân vân, là đối tượng của vị giác. Xúc xứ là cảnh xúc. Cảnh xúc ở đây tức là ba cái sắc cái đại hiển, là đất, lửa, gió. Xúc là cái gì mà cứng mềm, nó thuộc về địa giới, tánh của địa giới. Nóng lạnh là tánh ngoại giới. Còn động hay là căng phình thì nó tánh của phong giới là gió. Thì như vị xúc xứ là đối tượng của xúc giác. Pháp xứ là đối tượng của tri giác, giác quan thứ sáu gồm những gì vị tâm biết, tức là thọ, tưởng, hành. Rồi 16 sắc tế và bàn. Ở đây trong
Thánh Pháp khi mà đề cập đến mười thập nhị xứ thì phân tích chi pháp theo cái pháp chân đế, pháp hữu vi như chúng tôi vừa kể đó. Nhưng nếu mà chúng ta nói theo kinh tạng đó, thì ở đây sáu nội xứ Acha Achatika Yatanam, tức là nhãn xứ, vị xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Sáu xứ này nó thuộc về chủ thể, cho nên gọi là nội xứ. Còn nói sắc xứ, tinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ là nói theo khách thể, tức là đối tượng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vị. Cho nên trong kinh tạng khi mà phân ra sáu, 12 xứ là gồm có sáu nội xứ, sáu ngoại xứ. Ở đây khi mà chúng ta nói đến nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, thì chúng ta liên tưởng đến ngũ môn, là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, là cửa ngõ để đón nhận cảnh, cảnh ngoại. Và làm cho ngũ thức nó sinh khởi, ngũ xúc thức sinh khởi. Nhưng khi chúng ta nói đến ý xứ, thì nếu mà lấy cái chi pháp ý xứ là 121 tâm, thì ý xứ chưa hẳn là ý môn. Bởi vì ý môn Mandu Dwara, Dwara ở đây chỉ cho những cái tâm hữu phần. Chính cái tâm hữu phần ở trong cái đời sống bình nhật thì chúng ta lấy ngay cái hữu phần dứt dòng pha quần của bách chê đá. Khi mà cảnh pháp hiện vào thì đến lúc đó hữu phần nó diễn ra bình thường, thì đến lúc mà có cảnh pháp thì hữu phần đã kết thúc và để nhường lại cho cái lộ tâm ý môn sinh khởi đi biết, để biết cảnh pháp. Cho nên khi mà chúng ta nói đến những cái tâm thái tục, 19 tâm thái tục, hai tâm quan sát thọ xả, tám tâm đại quả, hay là tám quả thị dụng giới hữu nhân, rồi năm tâm quả sắc giới và bốn tâm quả vô sắc giới. Như vậy thì khi mà chúng ta nói theo môn đó, thì rõ ràng ở đây nó có cái sự chênh lệch ở cái
sư thứ sáu. Vì nhãn xứ là nhãn môn, đúng, bởi vì nhãn xứ là thất sắc thần kinh nhãn và nhãn môn cũng là sắc thần kinh nhãn. Nhĩ xứ là nhĩ môn, tỷ xứ là tỷ môn, thiệt xứ là thiệt môn, thân xứ là thân môn, là năm sắc thần kinh. Nhưng mà nói đến ý xứ thì chúng ta không thể nói ý xứ là ý môn được, bởi vì ý môn trong đó nó chỉ có 18 cái tâm làm việc tục sinh hữu phần và tử và thôi. 19 thứ tâm đó, đó mới được gọi là ý môn. Trong khi ý xứ thì có đến 121 tâm. Ở cái điểm này thì chúng ta phân tích tỉ thì chúng ta sẽ thấy nó có một vài điểm rắc rối. Và như vậy khi mà chúng ta đã phân tích ra đó, thì nếu mà chúng ta lấy ý xứ là ý môn làm cái tổng điểm cho cảnh pháp và ý thức giới sanh khởi, thì chúng ta ý xứ này chúng ta chỉ lấy 18, lấy 19 cái tâm tái tục hữu phần và thôi. Cho nên cái chỗ ý xứ đó chúng ta cũng phải chú ý. Một cái rắc rối thứ hai đó, tức là nói về ngoại xứ. Sắc xứ ở đây là sắc sắc, đối tượng của nhãn xứ. Và nhãn thức giới. Còn thân xứ đây là đối tượng của nhĩ xứ và nhĩ thức giới. Khí xứ đây là đối tượng của tỷ xứ và tỷ thức giới. Vị xứ ở đây là đối tượng của thiệt thức và thiệt thức giới. À, thiệt xứ và thiệt thực giới. Và xúc xứ ở đây là đối tượng của thân xứ và thân thực giới. Nhưng mà khi chúng ta nói đến pháp xứ mà chúng ta nói đối tượng của ý xứ, thì như vậy nó cũng chưa đúng hẳn. Là bởi vì nếu pháp xứ là cảnh pháp Thammaramana thì nó chỉ là đối tượng của ý thức giới thôi. Trong khi đó thì nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý giới, 13 tâm đó cũng là ý xứ. Nhưng mà 13 tâm đó, đó thì nó không bắt cảnh pháp, nó chỉ bắt cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Lại nữa, khi mà chúng ta nói về pháp xứ, chúng ta lấy cái chi pháp theo tháng, tháng pháp theo biện pháp Abhidhamma, thì pháp xứ ở đây là 52 tâm sở, 16 sắc tế và niết bàn.
Trong khi đó thì cảnh pháp nó bao gồm luôn cả tâm, tâm sở, sắc thần kinh, sắc tế và niết bàn. Chế định luôn, lấy cái pháp chế định luôn. Thì như vậy cảnh pháp rất là rộng. Và pháp xứ thì chỉ có xảo hai cái thành phần đó. Cho nên khi chúng ta nói đến cặp nhãn xứ nhãn thức, cặp nhãn xứ sắc xứ, thì cái chuyện bình thường chúng ta có thể hiểu được. Cho đến thân xứ và xúc xứ thì chúng ta cũng nói chuyện được. Nhưng mà qua đến ý xứ và pháp xứ thì cái chỗ này thì người mà học thắng pháp cẩn thận thì ngay cái chỗ này chúng ta cũng phải phân tích ra. Thế chúng ta không thể nói chung ý xứ là thu bất cảnh pháp và pháp xứ là đối tượng của ý xứ. Chúng ta có thể nói chung như vậy. Chúng ta phải phân tích ra rằng, thì thưa quý vị, có lẽ là chúng ta bị dướng vào cái danh từ. Cho nên khi mà luận bàn lý giải vấn đề này thì ở trong bộ Abhidhammapada Sangaha, tức là thắng pháp tập yếu luận, thì ở trong đó cũng chỉ giải thích qua loa thôi. Thì khi mà các ngài đem giảng dạy thì các ngài nói rõ cái vấn đề này, phân tích ra chúng ta mới thấy có cái điểm rắc rối cái chỗ này. Và nếu mà chúng ta học mà chúng ta không có chịu suy tư thì chúng ta sẽ bị vướng mắc rất là nhiều. Bây giờ thưa quý vị, bây giờ chúng ta kể như là ý xứ, chúng ta lấy cái phần là ý môn, tức là tâm hữu phần, cái tâm hữu phần mà hữu phần dứt dòng thì nó là ý, ý môn. Mà ý môn cũng có nghĩa là ý xứ. Chúng ta giới hạn đó đi, để chúng ta biết. Còn khi chúng ta nói pháp xứ là cảnh pháp thì chúng ta cũng lọc lại pháp xứ, người lọc lại, lọc ra từ nơi cảnh pháp, chứ không thể lấy hết. Tâm, tâm sở, sắc, pháp, niết bàn. Ở đây chúng ta cũng nói thêm rằng mười hai xứ hay là gọi là thập địa xứ có sáu nội xứ, sáu ngoại xứ. Nó chỉ là danh là sắc,
giả xứ, nhị xứ, tỷ xứ, nhị xứ, tỷ thân xứ, hay là tỷ xứ, khí xứ, thị xứ, vị xứ, thân xứ, pháp xứ, thì đó là mười xứ thô. Nó thuộc về sắc pháp. Ý xứ hoàn toàn thuộc về danh pháp. Còn pháp xứ thì một phần pháp xứ tức là chỉ cho tâm sở, no hay tâm sở, thì đó là pháp xứ thuộc về danh. Còn pháp xứ mà thuộc về 16 sắc tế thì cái đó thuộc về sắc. Pháp xứ Niết Bàn cũng là danh, nhưng mà đó là danh pháp vô vi. Danh pháp vô vi thì ở đây một vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu khi mà chúng ta học về 12 xứ ở trong tương ưng viện 4, tương mục kinh viện 4, thì chúng ta có học, chúng ta sẽ học một bài kinh mà Đức Phật Ngài dạy sáu đầu xứ ví như là ngôi làng trống không, vì nó rỗng tốt, nó không có cái gọi là thường lạc ngã tịnh ở trong sáu đầu xứ. Còn sáu ngoại xứ ví như những tên cướp phá làng, vì cảnh nó đột nhập với nội xứ, nó quấy phá. Như Đức Phật đã dạy rằng, này các tỳ kheo, mắt bị tàn hại bởi cảnh sắc khả ái khẩy, khả ái khả ý bất khẩy, khả ái bất khả ái, vân vân. Thì như vậy ở chính do có cảnh sát đột nhập vào con mắt mà đã sinh ra những cái thứ phiền não, đó chúng ta gọi là bị đột nhập, bị tàn hại. Rồi ở trong Tạng cũng nói thêm về cái ví dụ ngoại trừ cái pháp xứ là pháp phu vi là Niết Bàn, thì không có đưa vào trong cái vụ này. Còn lại 12 xứ hữu vi xứ nó ví như là sáu sinh vật, con rắn, con cá sấu, con chim, con chó, dạ can và sĩ. Còn sáu đại xứ ví như sáu chỗ sinh hoạt của sáu loài, của sáu loài này. Sáu cái chỗ sinh hoạt của sáu loài này như là hẻm hốc, biển, bầu trời, làng mạc, nghĩa địa và rừng rậm.
thì nhãn xứ và sắc xứ chúng ta phải hiểu giống như là con rắn mà nó thích chui vào trong cái chỗ hẻm hốc. Cái điều đó ví dụ như là mắt nó đi tìm cảnh sắc, mắt tìm cảnh sắc, đưa mắt nhìn cảnh sắc. Còn đối với nhĩ xứ và thân xứ được ví dụ giống như là con cá sấu nó trầm mình ở bưng, tai nó lắng nghe cảnh thinh, còn cái cặp đội nội ngoại xứ thứ ba là tỷ xứ vừa cảnh khí. Được ví như con chim, con chim thì nó thích bay trong bầu trời, được ví dụ như là mũi thì luôn luôn ngửi mùi là cảnh khí. Còn thân xứ với xúc xứ thì được ví dụ như con chó nó thích chạy nhảy ở trong trong làng. Con chó thích chạy nhảy ở trong làng thì cũng ví dụ như là con, ví dụ như là lưỡi thích thưởng thức cảnh vị. Còn con giả can thì nó thích lui tới nghĩa địa xác chết, như là thân thì thích đụng chạm cảnh xúc gì. Còn con khỉ thì nó thích truyền cành trong khu rừng, như là ý xứ là tâm, hay nghĩ ngợi cảnh pháp. Thì cái điều này mặc dù nó là tục đế, nhưng mà đem ra trình bày thì cũng có thể giúp cho chúng ta hiểu được cái sự hoạt động của nội xứ và ngoại xứ. Rồi khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta cứ suy xét ở trong đó, làm thành cảnh cho tuệ. Bởi vì thập nhị xứ trong thanh tịnh đạo được trình bày như là mảnh đất cho nội tâm, mảnh đất cho tuệ, mảnh đất cho tuệ. Khi một người tu tập thiền quán, họ có thể thẩm sát danh sắc, quan sát danh sắc qua ngũ uẩn, hay là danh sắc qua thập nhị xứ.
Nó tóm lại là khi mà mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi mùi lưỡi nếm vị, thân xúc chạm ý suy nghĩ, thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng là nó tạo nên cái sự phức tạp. Thực ra thì Bậc Thánh cũng thấy nghe ngửi nếm đụng này, nhưng mà đối với bậc mà giải thoát thì cái việc thấy nghe ngửi nếm đụng, mắt là mắt, cảnh sắc là cảnh sắc, nó không có tạo cái sự đốt nóng. Còn trong khi phàm phu chúng ta thì mắt thu có cảnh sắc, mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ cảnh pháp. Thì ở đây nó có vấn đề phiền não tham sân nó sanh khởi do mắt thấy cảnh sắc vân vân. Nếu sáu nội xứ là cửa ngõ tâm hồn thì chúng ta phải chú ý là cái sáu nội xứ đó khi mà tiếp xúc với sáu ngoại xứ, tức là sáu cảnh ở bên ngoài, thì do không có khéo tu tập thì lục dập với duyên cho xúc và nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, tân xúc, ý xúc. Xúc mới sanh lên thọ, tức là thọ khổ, thọ lạc, thọ phi khổ, phi lạc. Mà khi phát sanh lên thọ rồi thì duyên do ái. Nhưng đối với người tu tập hoặc là đối với một vị thánh đã đạt đến cái cứu cánh thì lúc bây giờ lục dập duyên cho xúc cũng là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, quỷ xúc. Nhưng mà xúc duyên cho thọ rồi, thọ không có duyên lại cho ái. Phàm phu chúng ta thì thọ duyên ái. Cho nên chúng ta mới bị đốt nóng bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Cái đó nó mới tạo nên cái sự tàn hại. Còn khi mà chúng ta khéo tu tập thì khi nhãn xứ bất tịnh sắc rồi nó quy tụ nhãn thức sanh khởi để biết cảnh sắc, thì cái chỗ quy tụ này nó phát sinh lên thọ. Nhưng mà thọ lại duyên cho tịnh tính nếu mà người tu tập, rồi tịnh tính duyên cho thân giải là có sự xác định cảnh
Rồi từ cái chỗ mà tịnh tính duy cho thắng giải, rồi mới bắt đầu phát sanh lên những cái động lực khác, như là động lực thiện vân vân. Thì nếu mà chúng ta khéo tu tập, chúng ta chỉ dựa vào 12 xứ khai, chúng ta cũng có thể tu tập được. Bởi vì phiền não nó sanh ra từ đó, nó sanh ra từ nơi 6 nội xứ, nó bất cảnh. Và khi mà chúng ta tu tập, chúng ta dựa vào chỗ này, chúng ta chỉnh lại, chúng ta tác ý, là làm sao khi bắt thấy cảnh sắc, đừng để cho tham ái ưu bi nó sanh khởi. Chúng ta phải tu tập như vậy. Ở đây thưa quý vị, khi một người mà có trí tuệ, chúng ta tu tập chứ cố yếu bằng cách nào để mà chúng ta ngăn chặn được tham sân si ở từ cái nguồn gốc trào. Chứ có nhiều người họ không có trí tuệ để họ hiểu pháp, bởi vì họ phải suy tư, họ nhức đầu, họ không hiểu, cho nên họ chỉ nghĩ rằng cái sự tu tập ở đây là những cái nghi thức, nghi lễ, tụng niệm thôi đó, mà hoàn toàn họ không có nhận thức được chính do 6 nội xứ, 6 ngoại xứ, nó từ đó nó phát sinh lên phiền não và nó gây nên cái sự đau khổ. Họ không nhận ra cái chỗ đó. Nếu nhận ra chỗ đó thì họ sẽ thu thúc lục căn, tức là 6 nội xứ. Khi thấy người nếm đụng suy nghĩ, thì họ có cái sự tác ý để ngăn chặn những ác bất thiện pháp, không có cho sanh khởi. Cái cách tu tập của chúng ta cũng bị thôi thưa quý vị. Cho nên khi mà người Phật tử chúng ta học Phật pháp, học tâm pháp, thì chúng ta cố gắng trình bày để làm sao mà Phật tử chúng ta nghe được và ứng dụng được trong đời sống mà tu tập hàng ngày, chứ không phải là chúng ta đi vào để mà chúng ta nói chuyện suông. Như vậy thì ở trong đời sống của chúng ta, bất cứ lúc nào mà phiền não mà phát sanh làm cho quý vị cảm thấy khó chịu, đau khổ, thì quý vị hãy ngồi lại để mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta tắt ý. Phiền não này nó sanh lên từ đâu? Từ nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, xứ, thân, sắc, nhãn, xứ, nhĩ, xứ, thị, xứ, thì xứ, thân, xứ, ý, xứ. Chúng ta tìm ra. Mà nếu chúng ta nhận ra rằng là cái phiền não đang phát sinh từ nơi con mắt, vì con mắt thấy cảnh sắc hài lòng và không hài lòng, ưa và ghét, cho nên phiền não phát sinh từ nơi đó, thì chúng ta cứ theo đó mà chúng ta tu tập để chúng ta đoạn trừ tham sân si. Nếu chúng ta phát hiện ra là mình bị khổ tâm, bị phiền não là do từ nơi tai,
nghe tiếng nghe cái âm thanh, nghe cái lời của người khác khen thì mình khởi lên cái tâm ngã mạn. Còn khi mà nghe người khác chửi mắng thì lúc bây giờ tâm sân sinh khởi lên bởi bất tội nguyện, thì chúng ta tu tập ngay từ ở chỗ nhĩ xứng và cảnh thinh. Bất bất thì những cái chỗ này là các Phật tử chúng ta phải chú ý rất nhiều. Thì chúng tôi xin có một đôi lời để chia sẻ với quý vị qua bài học ngày hôm nay. Thứ năm tới chúng ta sẽ học về 18 giới. Trong 18 giới đó chúng ta sẽ y cứ vào cái bài kinh Aditta Pariyaya Sutta, bài kinh đốt nóng, pháp môn đốt nóng mà Đức Phật đã dạy, đã thuyết cho 1003 vị tỳ kheo, nguyên là các vị đạo sĩ thừa lửa. Thì cái đây cũng là cái pháp tu tập. Bây giờ thì xin kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại và chia sẻ bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Sa thủ cái chương thủ tọa thầy sư. Thỉnh sư huynh đi nghỉ và ông Bạch Chí Tôn Đức thưa quý Phật tử. Trước khi chúng tôi tiếp theo lời của thượng tọa thầy sư thì cũng xin thưa với quý vị rằng tuần này tới tuần tới nữa đó thì chúng ta có một cái tuần lễ từ ngày thứ hai 31 tây tháng Giêng cho đến ngày thứ bảy, trọn cả tuần trong 6 ngày đó thì chúng ta có chương trình đặc biệt đầu năm. Quý vị đừng hỏi là tại sao mà đúng đây chúng ta có nhiều chương trình đặc biệt. Thay vì đúng ra thưa quý vị cũng trong cái mùa lễ, và trong mùa lễ chúng tôi nhớ hồi xưa ở Việt Nam thì những ngày cuối năm về âm lịch cũng đã có rộn ràng nhiều chuyện rồi, và sang tới dương lịch thì lại cộng thêm nữa. Thành ra sau này chúng ta có thêm ngày Noel rồi tới dương lịch rồi cộng thêm, quý vị nhớ ở Việt Nam có rằm tháng Chạp cũng là buổi lễ, rồi 23 đưa ông táo của lễ, rồi 30, rồi 1, 2, 3 Tết, rồi tới lễ mùng 7 tháng Giêng là hạ nêu, rồi mùng 8 là khai kinh, lễ thượng nguyên, rồi tới rằm tháng Giêng. Một cái mùa lễ bận rộn thì chúng ta cũng như vậy, nên là chúng ta sẽ có một tuần lễ rất là bận. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được trở lại với bài học ngày hôm nay, tiếp theo lời thượng tọa thầy sư giảng. Thưa quý vị, khi mà chúng ta học Phật pháp đó, đặc biệt là trong kinh Đặng Pali, và cũng nói rõ thêm là với môn thắng pháp đó, thì quý vị nên cẩn thận cái con số 6 mà thường chúng ta gọi là 6 căn. Dạ, chúng ta gọi là 6 căn hay là lục căn á. Nó có nhiều cái nhầm lẫn giữa
sáu căn, sáu môn, sáu thức, nó có nhiều lọc lạc lắm. Và chúng ta hay nói nôm na là giản dĩ tỷ thiệt thân ý, và mình cứ trừ bớt cộng thêm. Thí dụ mình nói là sáu căn giản dĩ tỷ thiệt thân ý, rồi chúng ta nói 12 xứ thì mình nghĩ rằng mình cộng căn với cảnh á, thành ra 12 xứ, rồi 18 giới là mình cộng thêm mà thức nữa thành ra 18 giới. Nhưng mà không nên học như vậy, tại vì hiểu như vậy rất là sai. Chúng ta nói như vậy, thưa quý vị, khi mà chúng ta học về sáu căn nó khác mà sáu môn nó khác, mà như là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thức môn, khi mà chúng ta học về xứ nó khác mà học về giới thì nó hoàn toàn khác. Chúng tôi rất là sợ, là rất là ngại là quý Phật tử ở trong tuần này học về 12 xứ, rồi tuần tới chúng ta học về 18 giới thì mình nghĩ là mình cộng thêm 6 thức nữa thành ra 18 giới. Hai cái khái niệm về xứ và giới nó hoàn toàn khác nhau. Trước nhất là chúng ta nên định nghĩa rõ xứ là gì, Ajatara là gì. Ajatara ở đây đó được hiểu là những cái cơ sở này nó có cái khả năng để làm sanh khởi tâm thức. Và để sanh khởi tâm thức đó, thì nó cần có sự kết hợp. Cần có sự kết hợp. Chúng ta tạm lấy một cái ví dụ là để cái bóng đèn cháy đó, thì chúng ta cần có hai cái mạch điện là âm và dương. Khi âm và dương gặp nhau đó thì nó khiến bóng đèn sáng lên. Thì âm và dương là hai cái điều kiện mà nó phải gặp nhau để nó tạo nên cái ánh sáng của bóng đèn. Như vậy thì chúng ta không định nghĩa xứ đơn giản là chỗ, là nơi, mà chúng ta phải hiểu nó có cái tác động. Thì trong 12 xứ này đó thì nó có 6 cái sự kết hợp tạo nên tác động. Và năm cái sự kết hợp đầu tiên á, nó là sự năm kết hợp của vật chất hay là sắc pháp. Một cái sự kết hợp sau cùng là sự kết hợp của tâm thuộc về danh pháp. Chúng ta phải hiểu như vậy. Năm cái sự kết hợp đầu tiên đó là do có con mắt và cảnh sắc nên sanh ra nhãn thức. Hay nói cách khác là do có con mắt, do cảnh sắc nên sanh ra thị giác. Do có lỗ tai, có cảnh thinh nên sanh ra thính giác. Do có mũi và cảnh khí nên sanh ra khứu giác. Do có lưỡi và cảnh vị nên sanh ra vị giác. Do có thân và cảnh xúc nên sanh ra xúc giác. Thì năm cặp đầu tiên là con mắt, cảnh sắc, lỗ tai, âm thanh, mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, thì nó hoàn toàn thuộc về vật chất. Và năm cái hiện tượng vật chất mà Phật pháp gọi là năm sắc thần kinh đó, Thắng pháp hoàn tam sắc thần kinh với năm cảnh đó, thì nó tạo nên thức. Nhưng mà cái cặp thứ sáu đó thì ở đây nó hơi tế nhị hơn, tức là tâm kết hợp với các cái thuộc tánh. Nói cái khác là tâm nó kết hợp với cảnh đó, thì nó tạo ra những cái hiện tượng dây chuyền mà chúng ta được biết về sau này. Thì tâm và cảnh, thì tâm nó thuần về danh pháp, và tâm ở đây là cảnh đối chỉ tính có một mà thôi. Ở đây quý vị nên lưu ý là
có những trường hợp tâm được tính là 121, có những trường hợp tâm chỉ tính là một, và tâm là tính là một là chúng ta đó là biết cảnh đó. Thì tại sao ở đây chúng ta phải nói về điểm này? Bởi vì quý vị học không khéo đó, thì nó hay có một cái điểm mà không có hợp lý, không có đúng. Khi mà chúng ta nói rằng ý xứ là 121 tâm, và ý xứ đối lập với ý xứ là biết pháp xứ. Dạ, ý xứ biết pháp xứ. Nhưng mà trong 121 tâm á, thì ngũ song thức, tức là cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thân thức á, nó không biết cảnh pháp, mà nó biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị. Thì chúng tôi lưu ý quý vị ở đây là năm cặp đầu á, là năm sự kết hợp giữa căn và cảnh thuần về vật chất. Nhưng mà cặp thứ sáu đó là ý xứ đó, thì phải hiểu là tâm chỉ có một thay vì 121, và pháp xứ là hiểu rằng tất cả cảnh được biết bởi tâm ngoại trừ chế định. Tại sao chúng ta không kể chế định? Tại vì ở đây đó chúng ta đang nói trong hàm tận, là chúng ta nói trong trong pháp chân đế hết, pháp bản thể hết, do đó chúng ta không kể chế định. Nhưng mà chế định cũng là cảnh của tâm nữa. Chúng tôi nói như vậy không biết quý vị có nghe được không? Quý vị phải rất cẩn thận nha, rất cẩn thận về điểm này. Tại vì không phải là vì cảnh chế định không phải là cảnh của ý xứ, không phải cảnh của tâm, nhưng mà bởi vì ở đây chúng ta chỉ nói phạm vi pháp chân đế, quẩn xứ với đế là nói thuần về trong hàm tận pháp, hàm tận là chúng ta nói pháp chân đế, do đó chúng ta không kể. Cái không kể này không phải là cái thực tướng, mà cái không kể này là do cái phạm trù mà mình nói. Quý vị nên lưu ý về điểm này. Thật ra như vậy đó, là khi mà chúng ta định nghĩa xứ nó kết hợp mà nó tạo ra tác động hay tạo ra hệ quả đó, thì con mắt kết hợp với cảnh sắc tạo ra nhận thức, lỗ tai tức là nhĩ căn kết hợp với cảnh thinh tạo ra nhĩ thức, tỷ căn kết hợp với cảnh khí tạo ra tỷ thức, lưỡi đi với cảnh vị tạo ra thiệt thức, thân đi với cảnh xúc tạo ra thân thức. Thì năm cái cặp đầu tiên, năm cặp đầu tiên là thuần vật chất, năm thuộc đầu tiên thuần sắc pháp, đó là sắc pháp là vật chất. Riêng về cặp thứ sáu đó thì tâm gặp cảnh đó, thì nó tạo nên cái gì? Tâm gặp cảnh nó tạo nên thọ tưởng hành thức, nó tạo nên, nó theo duyên khởi tạo nên thọ rồi ái thủ hữu, đó là sự tác động. Thì thứ gì năm cái 12 thức này đó, nó nằm ở trong một cái định luật mà chúng ta biết trong thiên nhiên, mà ở trong nhiều cái nền văn hóa đó họ biểu đạt bằng âm và dương, hay là cực nóng và lạnh. Trong cái luật về vật lý chúng ta gọi là luật phối ngẫu. Luật phối ngẫu tức là nó gặp nhau thì nó tạo ra sinh khởi. Thật ra cái khi mà nói về xứ đó, Ayatana đó, thì chúng ta không có nói đơn thuần là một pháp, mà chúng ta phải nói rằng nó có sự kết hợp. Dạ, sự kết hợp ở đây tức là tuy trong 12 xứ nhưng mà nó kết hợp tất cả là sắc.
Chúng tôi nhắc lại một lần nữa là khi nào quý Phật tử học thắng pháp á, cố gắng phân biệt rõ những con số mà nghe nó gần gần như trùng lập với nhau. Ví dụ như là sáu môn nó không giống với sáu vật. Sáu môn, sáu vật, sáu thức, sáu căn, 12 xứ, 18 giới. Khi mà chúng ta đụng đến điểm này đó, thì cái đuôi ở phía sau, nó là vật, nó là môn, nó là căn, nó là xứ, nó là giới. Tuy rằng trên phương diện liệt kê đó, thì cái chữ đầu đôi khi chúng ta bắt gặp sắc thinh khí vị xúc, có khi nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nhưng mà coi chừng là nó rất là khác biệt. Dạ, nó rất là khác biệt. Khác biệt trong cách nói, khác biệt ở trong cách hiểu. Thì quý vị, nếu vị nào mà đọc tiếng Anh á, thì thật ra những chữ này nó được phân tích rất là dễ hiểu. Ví dụ như 18 giới, người ta dịch là elements. Elements chúng ta dịch là nguyên tố. 12 xứ, họ dịch là sense base. Sense base tức là cái căn hay là cái cơ sở để cho tạo điều kiện sanh khởi cho thức. Thức ở đây là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, 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 thân thức và ý thức. Thì cái sense base và element là hai cái mà chúng ta đọc rất là dễ hiểu. Và từ đó nó phân biệt hoàn toàn. Còn chúng ta khi mà đọc trong tiếng Việt, và thông thường khi mà chúng tôi dạy thắng pháp á, từ xưa giờ chúng tôi thấy rằng quý Phật tử á, hay có cái lẫn nhiều lắm. Chúng tôi nhắc quý vị là ở đây nó có một cái sự phân biệt rõ giữa những xứ thuộc Phật chất và những xứ thuộc về danh pháp, tức là những xứ thuộc sắc pháp thì danh pháp. Ở trong 12 cái xứ này đó, thì có 10 xứ thuộc về sắc pháp, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, sắc thinh khí vị xúc, và 2 xứ thuộc về có danh pháp và có sắc pháp luôn. Nhưng mà cái ý xứ thì hoàn toàn thuộc về danh pháp. Và trong nhiều điều thì tâm có nhiều khi, thưa quý vị, cách phân tích rộng nhất là 121 tập. Mà cách mà nói gọn nhất là tâm chỉ có một. Dạ, tâm chỉ có một là biết cảnh. Thì về điều này nó đặc biệt áp dụng tâm chỉ có một khi mà chúng ta nói về ý xứ. Ở trong 80 tâm siêu thế đó, ở trong 40 tâm siêu thế có khi tính là 8 thôi. Dạ, 40 tâm siêu thế tức là 4 tâm đạo, 4 tâm quả thôi. Có khi tính là 20 thì có tâm sơ đạo, tùy theo con số mà mình, thì tùy theo con số mà mình nói. Nhưng mà chúng tôi nói rộng là 121, mà nói hẹp chỉ có một. Và ở đây khi ý xứ thì bao gồm tất cả tâm. Nhưng mà cái này phải cẩn thận là đối tượng của ý xứ không phải là cảnh pháp. Dạ, không phải là cảnh pháp. Ý xứ ở đây cái đối tượng đó là tất cả cảnh, mặc dù dùng chữ tham ma tất cả cảnh. Tại vì sao vậy? Trong 121 tâm thì nó bao gồm có cả cảnh sắc. Nó biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp, chứ không phải chỉ biết riêng cảnh pháp. Dạ, rất tiếc là trong bài học này chúng ta không có cái bản đồ đó, quý vị không có hồi kỹ cái này chút xíu, phải cẩn thận. Tại đây chúng ta phải định nghĩa pháp là gì. Chúng tôi rất là sợ là khi quý vị học 12 xứ xong á, rồi tới tuần tới mình học 18 giới, mình nói, ô, nó chia cách nó rộng, mình cộng thêm 6 thức là đủ, không phải. Dạ. Cái ý giới, ý thức giới, và cái nó hoàn toàn là một khái niệm. Quý vị chờ chúng tôi một chút nhé. Bây giờ thì chúng ta
nói về ba cái phương diện, cái hiểu, suy tư và cái sự thể nghiệm trong đời sống của chúng ta liên quan đến 12 xứ này. Kính thưa quý vị, trên phương diện hiểu thì Phật Pháp dạy rằng tất cả sự hiện hữu đó là đều do nhân và do duyên kết hợp. Tức là nó do nhiều điều kiện. Vì vậy, nó không có một cái sự sanh khởi của Pháp nào mà nó đơn thuần là chỉ có một yếu tố mà thôi, mà nó có nhiều yếu tố kết hợp. Điều này nó tạo nên tình trạng gọi là Sankhara, gọi là Pháp hữu vi. Pháp hữu vi các ngài dịch là Pháp tập hợp, hay là Pháp hành, Pháp hữu vi, Pháp tập hợp. Chữ tập hợp là một chữ mà đúng rồi, chúng ta dịch là Pháp kết cấu, concordedness, tức là cái Pháp được kết cấu với nhiều thành tố. Trên phương diện ứng dụng đó, thì thưa quý vị, ví dụ như là con mắt thấy cảnh sắc, sinh ra nhãn thức, rồi cái nhãn thức đó, đó nó lại là cái điều kiện để tác động những hệ quả sau này. Và nếu chúng ta dừng lại ở một điểm nào đó thì chúng ta sẽ tránh được cái sự tương tác, cái tác động. Quý vị thấy có nhiều trường hợp lão sanh khởi là do chúng ta có mặt ở đó, chúng ta thấy cái đó, chúng ta nghe cái đó, gửi cái đó, nếm cái đó, thì khi nó không có tác động thì nó đỡ đi. Ví dụ như là mình muốn bỏ thuốc mà mình gỡ gần những người hút thuốc hoài thì tự nhiên là nó khiến chúng ta khó không quên được hút thuốc. Nhưng mà nếu mình bỏ thuốc mà mình làm một việc gì đó, mình không ở gần người hút thuốc thì dễ hơn. Chúng tôi nhớ có một người Phật tử quen, họ nói rằng bây giờ thì bỏ thuốc dễ hơn ngày xưa, nhất là ở bên Mỹ. Hồi xưa cách đây 30-40 năm mà muốn bỏ thuốc thì có mình bỏ thì đi ra đường, nhiều người họ không bỏ thuốc, họ không thuốc khắp nơi hết, thì mình thấy như vậy mình cũng khó bỏ. Còn bây giờ đó là cái người ở Mỹ hút thuốc rất là khó khăn. Ở trên máy bay không cho hút, ở trong phi trường không cho hút. Ở tại phi trường họ cho có cái phòng riêng cho hút thuốc thôi. Và đi kiếm cái chỗ mà cái phòng cho hút thuốc cũng khó. Và hình như là không ai ưa hút thuốc ra. Bây giờ tự nhiên nó dễ đi. Tại vì không có có ai bẻo mắt của mình, không ai bẻo mắt là không có ai mà hút thuốc trước mặt mình đó, thì mình đỡ bị tác động. Thành ra mình rút, nói chung mình rút ra một sợi dây thì cái máy nó không chạy nữa. Do mình có đầy đủ thì nó mới chạy, do nó thiếu cái gì đó thì nó không chạy nữa. Thì cái tâm của vậy mà cái phiền não của vậy nó cho chi phối nhiều thứ. Bởi vì khi một cái người tu tập á, thì thưa quý vị, họ sẽ không có thấy được rằng họ đang dội một bức tường, mà họ thấy rằng chỉ cần rút một cái gì đó ra thì họ có thể làm hỏng một phần khác. Chúng tôi nhớ có một lần chúng tôi nói chuyện với một anh Phật tử tên là anh Mười. Anh này ngày xưa đó là lúc mà chúng tôi đi học ở bên California đó, thì lúc đó có một vài cái môn mà trong trường nó không có, chúng tôi phải xuống dưới một cái trường đại học khác như là Cal State Fullerton. Thì anh Mười này á, anh là người sinh viên ở dưới và nhà anh gần cũng ở gần chùa, thành ra anh đề nghị là anh đưa chúng tôi đi như vậy đỡ tiền xăng hơn. Ngày xưa xăng cũng rẻ, nhưng mà cũng mình mới qua cũng nghèo thì cũng không có tiền đổ xăng nhiều, thành ra anh đưa đi. Và có một lần tôi có hỏi anh một câu là anh Mười, hồi trước giờ lái xe đi chỗ này kia có khi nào bị mất xe không? Thì anh cười. Thì anh cười, mà nụ cười cũng có vẻ giống như lẫn bí hiểm lắm. Rồi anh mới kể cho chúng tôi nghe rằng thật ra thì anh có một cách, thật ra có nhiều người bị mất xe lắm, bị ăn cắp xe, nhưng mà
ảnh thì ảnh biết có một cái chỗ trong chiếc xe ảnh rút sợi dây ra, và rút sợi dây ra dùng cái người không vô họ đề máy được thì nó cũng không chạy được. Và anh chỉ chúng tôi lúc đó anh chạy chiếc xe Toyota Corolla, chúng tôi rất là thú vị là nguyên một bộ máy như vậy mình chỉ rút có sợi dây ra thì tự nhiên cái người ăn cắp họ đâu ngờ là nó rút sợi dây ra, thì nó cũng là một cái chuyện thú vị, là nó rất là kết quả. Thì chúng ta cứ hiểu rằng cả con người chúng ta đó, nó là một cái guồng máy. Một cái guồng máy đó, nó muốn vận hành nó phải trơn tru, nó phải liền lạc và nó phải đủ. Bây giờ nó thiếu cái gì đó tự nhiên là nó làm sao đi. Thật ra với một cái người tu tập đó, là không phải là ngồi sợ nguyên cả cái bộ máy hay sợ tăng cấp, mà tìm một cái bí quyết nào đó để giải quyết vấn đề. Và giải quyết vấn đề, bởi vì ở đây nó là cái khéo của người tu tập thôi. Khi mà chúng ta gặp những chuyện phiền não gì đó, thì chúng ta dùng một cái tác động, hay là chúng ta rút đi một cái điều kiện nào đó, thì nó sẽ khiến tâm của chúng ta thay đổi. Đây là cái cách ứng dụng khôn khéo. Cũng như là ngày Xá Lợi Phất, ngày dạy pháp nhẫn nại đó, và pháp nhẫn nại ngày khuyên là khi mà chúng ta gặp cảnh thấy nghịch lòng đó, thì chúng ta nhớ ra là cái lời chửi mắng là âm thanh có lỗ tai là nhĩ căn, và cái biết là nhĩ thức. Và thì ngày khi chúng ta nên lấy từ phần một ra, như vậy mình hiểu thì mình hiểu cái tác động và cái phản ứng nó đều là một hệ thống như vậy. Bây giờ khi mình hiểu được rõ, mình thấy cái cách là giả hợp, thì chúng ta sẽ bớt đi, chúng ta sẽ bớt đi những cái phiền não, bớt đi những cái phản ứng nông nổi quá đáng. Và thưa quý vị, riêng về cái cách nhìn của Phật Pháp đó, có một cái trường hợp mà chúng tôi có đề cập đến trước đây đó, là Phật Pháp, đặc biệt là Thắng Pháp và Vipassana đó, có dạy chúng ta về một cái phương cách gọi là phân tích tông. Và phân tích ở đây tức là giải nhỏ nó ra và thấy nó thành nhiều bộ phận. Như ngày Nagasena này nói rằng cái gọi là lông xa hay là chiếc xe vua đó, cái lông xa đó thì nó là một cái tổng hợp của mui xe, của vành xe, của bánh xe, nhiều bộ phận kết hợp trở thành một lông xa, chứ không có cái lông xa thực thụ. Thì khi mà chúng ta thường có một cái ảo giác về kinh tế, về chính trị, về thế này thế kia, nhưng mà chúng ta không có hiểu được là ở tất cả mọi cái cơ chế, mọi sự hiện hữu nó đều có những cái ưu điểm, cái nhược điểm. Và trong những ưu điểm, nhược điểm này, nếu mình bị trúng cái nhược và mình gọi là quốc chân asin thì nó sẽ sụp đổ. Và lấy một ví dụ ở trong lịch sử nhân loại đương đại đó, là chúng ta thấy rằng cái Liên bang Xô Viết là một cái quốc gia cộng sản hàng đầu của chủ nghĩa cộng sản thời bấy giờ. Và khi ngày xưa khi đó Liên Xô thì người ta sợ lắm, nhưng mà khi Liên Xô tan rã rồi đó thì người ta thấy rằng cái lý do mục rã nó nằm ở trong mà ra. Không thể là một quốc gia mà cái nền kinh tế chỉ đạo mà an ninh làm ra được. Và khi bảo phó an ninh làm ra được đó, thì thưa quý vị, phải chạy đua với chiến tranh lạnh, phải chi rất là nhiều tiền cho chiến tranh lạnh, phải sản xuất những cái vũ khí, nào là tàu ngầm, nào là máy bay, đủ thứ hết, thì dần dà dẫn đến phá sản. Và quả thật thì cái cách của người Mỹ họ rất là